Thưa quý vị và các bạn, hiện đại hóa nền hành chính là yêu cầu tất yếu trong công tác cải cách hành chính hiện nay. Đó là một nền hành chính được xây dựng theo mô hình chính quyền điện tử. Trên cơ sở tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử cấp thành phố, Hải Phòng đã chọn quận Hồng Bàng là một trong hai địa phương để triển khai thí điểm mô hình này từ tháng 10 năm 2015. Vậy thực chất của nền hành chính điện tử là gì? Nó thực sự đạt được mục tiêu hướng tới sự hài lòng tin tưởng của nhân dân doanh nghiệp với chính quyền? Chuyên đề cải cách hành chính hôm nay sẽ giúp quý vị đi tìm câu trả lời. Ngày 31 tháng 10 năm 2015 là ngày ghi dấu mốc quận Hồng Bàng chính thức khai trương thí điểm mô hình chính quyền điện tử. Đây được coi là một cuộc cải cách đột phá, thúc đẩy sự chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang phương thức quản lý điện tử ở các phòng ban đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân quận. Chính quyền điện tử quận Hồng Bàng được xây dựng, phát triển và duy trì nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, bảo đảm 3 giảm, giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí. Là giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Hồng Bàng, ông Nguyễn Trung Kiên thường xuyên có nhu cầu đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại quận Hồng Bàng. Theo cảm nhận của ông, việc giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận này hoạt động theo đúng nghĩa quy trình một cửa hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, cởi mở và thân thiện. Đây là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của quận Hồng Bàng được khánh thành và đưa vào sử dụng kể từ sau khi quận triển khai mô hình chính quyền điện tử. Sau 2 năm gần đây thì cái thủ tục hành chính đáp ứng theo đúng nhu cầu của người dân đối với các doanh nghiệp rất nhanh chóng, kịp thời. Trước kia thì về một bộ hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai thì có lẽ là theo cái thời gian có thể là 2 tuần. Nhưng mà đến bây giờ thì thực ra mới có thể những cái hồ sơ có thể 4 ngày, hồ sơ có thể là trong ngày giải quyết được ngay. Cho đến thời điểm này, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại có 79 thủ tục hành chính thuộc 10 lĩnh vực, bằng 100% số thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của quận được áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Đây là mức độ dịch vụ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Tổ chức công dân tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp trên cổng giao dịch điện tử với địa chỉ truy cập http://hongbang.haiphong.gov.vn hoặc thông qua tin nhắn SMS. Chỉ tính 8 tháng đầu năm 2017, có 390 hồ sơ được tiếp nhận qua trực tuyến, tăng hơn 189% so với cả năm 2016. Để bảo đảm mục tiêu hầu hết các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn, tránh không để công dân phải trực diện tiếp xúc các phòng ban chuyên môn của quận, đi lại nhiều lần, Ủy ban Nhân dân quận Hồng Bàng giao trách nhiệm cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi tiến độ, đôn đốc các phòng ban chuyên môn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho công dân theo đúng tiến độ và trả lời công dân. Trước đây khi chưa triển khai xây dựng chính quyền điện tử thì tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức tại bộ phận một cửa trong việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ còn mang tính hình thức. Còn tình trạng công dân phải đến ngồi chờ cán bộ làm việc và còn nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân đối với thái độ tiếp dân của cán bộ công chức. Từ khi triển khai xây dựng chính quyền điện tử thì mỗi cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đã thay đổi ngay từ nhận thức về phong cách làm việc, khoa học, chuyên nghiệp hơn, trách nhiệm cao hơn, tác phong và kỹ năng giao tiếp với công dân và tổ chức được nâng cao. Thời gian để giải quyết một bộ hồ sơ cho công dân giảm đi, theo đó hiệu suất làm việc của công chức thì đòi hỏi ngày một cao hơn. Có thể lấy ví dụ, cách đây 5 năm, để làm 3 thủ tục hành chính là giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, người dân mất tối thiểu gần 1 tháng với 6 lần đi lại đến Ủy ban Nhân dân phường, công an quận, trạm y tế phường. Tuy nhiên, hiện nay, người dân chỉ cần ngồi nhà, truy cập vào địa chỉ website www.hongbang.haiphong.gov.vn, lựa chọn dịch vụ, đăng ký, hoàn thiện các thủ tục hành chính theo yêu cầu. Tất cả các thao tác được thực hiện trong vòng 10 phút, rồi nhấp chuột là hồ sơ được gửi đến các cơ quan chức năng. Theo đó, người dân có thể nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà thông qua dịch vụ chuyển phát bưu điện hoặc nhận tại bộ phận một cửa. Không chỉ triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở cấp quận, mà đến nay 11 trên 11 phường trên địa bàn đều đồng loạt áp dụng hoạt động theo mô hình này. Về cơ bản, các bộ phận này góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả, công khai, minh bạch, đáp ứng hiệu quả nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn quận.
Đơn cử như ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, chỉ tính 8 tháng đầu năm 2017, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết bằng xấp xỉ 90% của cả năm 2016. Trong đó, chủ yếu là các lĩnh vực liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và lĩnh vực thị thực hành chính. Kể từ khi phường Thượng Lý triển khai khai trương bộ phận một cửa hiện đại đấy, thì tôi thấy là đã giúp cho nhân dân đến xin các giấy tờ là thuận tiện. Như ngày xưa tôi muốn xin chứng nhận một cái thị thực cái lý lịch ấy, thì phải chờ khoảng thời gian phải 30 phút thì phải tập trung hồ sơ đi một lượt. Thế bây giờ thì nó thuận tiện là lãnh đạo trực luôn ở đây và làm xong hồ sơ nào cái chuyển sang lãnh đạo ký luôn thì chỉ là 5-10 phút là dân đã xin xong. Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính chu đáo, trách nhiệm là những dấu ấn nổi bật trong công tác cải cách hành chính ở quận Hồng Bàng. Có được kết quả trên, quận luôn xác định yếu tố con người trong bộ máy hành chính đóng vai trò quan trọng và đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả kỷ cương công vụ. Và một trong những giải pháp mang lại hiệu quả trong việc rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động, đó là quận đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trao cờ vào sáng thứ hai hàng tuần và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động này nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bắt đầu một tuần làm việc mới với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc, với nhân dân. Qua mỗi câu chuyện kể về Bác, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức công vụ để trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên theo lời dạy của Bác. Chưa thực hiện nghi lễ chào cờ gắn với kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì có thể là công việc chúng tôi vẫn hoàn thành. Nhưng cái mức độ hoàn thành thì về cái tiến độ thì có thể là vẫn ở cái trạng thái là thôi cứ làm rồi sẽ hoàn thành và vẫn kịp được tiến độ, thậm chí có việc là vẫn bị quá hạn. Tuy nhiên thì khi mà được quán triệt, được nghe tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được các đồng chí lãnh đạo nhắc nhở và thậm chí là phê bình trong các buổi chào cờ sáng thứ hai thì mỗi cán bộ công chức thấy được cái trách nhiệm của mình đối với công việc chung, thì sau đó thì mỗi cán bộ công chức chúng tôi thì cũng thấy rằng là mình cần phải chuyên tâm hơn, cần phải tập trung hơn đối với nhiệm vụ được giao, hoàn thành càng sớm càng tốt, bởi vì chúng ta hoàn thành càng sớm thì cái hiệu quả công việc nó sẽ cao hơn. Có thể nói, xuất phát từ những nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, những năm qua, Hồng Bàng đã có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, có nền hành chính hiện đại bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách chu đáo nhất, cung cấp 100% dịch vụ hành chính công ở mức độ 3, được người dân, doanh nghiệp, thành phố, trung ương đánh giá cao. Tuy nhiên, để hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử, quận Hồng Bàng còn nhiều việc phải làm. Trong quá trình chúng tôi làm thì vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đặc biệt là về cái cấu trúc xây dựng chính quyền điện tử, thì cái việc mà chỉ đạo cái xây dựng cái cơ sở dữ liệu thì chưa được thống nhất. Ví dụ như dữ liệu về dân cư, dữ liệu về doanh nghiệp hoặc là về quy hoạch chung thì chúng tôi chưa có. Cái này thì cần có sự chỉ đạo chung của thành phố. Vướng mắc thứ hai nữa là việc xây dựng chính quyền điện tử thì chúng tôi có chính quyền điện tử rồi, nhưng mà vấn đề quan trọng là phải có công dân điện tử thì mới thành công. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền làm tốt cái việc xây dựng công dân điện tử, bởi vì đây chúng tôi có cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nhưng sự tham gia của nhân dân thì cũng còn ít. Xây dựng và hoàn thiện đề án xây dựng chính quyền điện tử có những yêu cầu rất cao, nhưng với quyết tâm, những đột phá giải pháp của quận Hồng Bàng sẽ không chỉ vững vàng giữ vị trí dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính của thành phố, mà quan trọng hơn cả mang lại sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những mục tiêu xây dựng một chính quyền vững mạnh và là đòn bẩy quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế xã hội, xứng đáng là quận trung tâm của thành phố Cảng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào và hẹn gặp lại!